Em xem nè, yeah, nó đã đổi thành một cái màu xanh giống y hệt như màu của cái bình này nè. Chị Kiều xin chào tất cả các em. Các em ơi, chắc hẳn là các em vừa trải qua một cái kỳ thi giữa kỳ thật là căng thẳng đúng không? Và sắp tới thì chúng ta cần phải học bài mới nè và ôn tập bài cũ để thi cuối kỳ nữa. Sau khi cuối kỳ xong thì chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ hè thật là tươi đẹp trước mắt. Vì vậy các em ơi, các em hãy cố gắng nhé, thật là chăm học nè và để thi thật là tốt. Chị Cà Chua sẽ cảm thấy rất là vui khi mà các bé trong khu vườn cà chua của chúng ta chăm học và thi đạt kết quả cao. À, các em nhớ không, ở trong một cái video trước, vào dịp cuối tuần thì chị Cà Chua được chị Vani mời đến Wonderland để chơi. Ở đó chị và chị Vani đã thực hiện một cái thử thách rất là vui. Và sau khi ra về thì chị Vani đã tặng cho chị Cà Chua một cái hộp quà này nè các em. Ok chị, ngày hôm nay em cảm ơn chị và chị đã đến đây và đã mang một bộ đồ chơi đến cho em. Xin em thích tặng chị một món quà. Rất là dễ thương đúng không? Tuy nhiên là chị Cà Chua chưa có bóc hộp quà này ra cho các em xem ha. Và có rất là nhiều em yêu cầu chị Cà Chua là hãy bóc hộp quà này ra để xem là chị Vani tặng cho chị Cà Chua cái gì và chơi cho chúng ta cùng xem. Vì vậy hôm nay chị sẽ mở ra nhé. Các em ơi, trước khi mở ra thì đừng quên bấm tặng cho chị Cà Chua một like nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tăng tăng tăng. Wow, nhiều đồ lắm các em ạ. Bây giờ chị sẽ lấy ra món đầu tiên là món to nhất luôn nè. Wow. Đây nè các em, rất là dễ thương luôn. Theo chị Cà Chua được biết thì đây là một cái loại đồ chơi nom nom đó. Chị chưa bao giờ mà chơi cái series này hết á. Hôm nay đã có dịp rồi. Tiếp theo là chúng ta có cái này cũng rất là hot nè. Yeah. Đây là một smoothie. Chị Cà Chua nhớ là chị đã có một cái video chơi thử một cái smoothie. Tuy nhiên đó là series 1, còn đây là series 2. Tiếp theo chúng ta có một cái này cũng bự không kém nè. Yeah. Chị Cà Chua rất là thích cái này luôn. Tuy nhiên chị chưa bao giờ chơi thử. Cái này là chị thấy là bán trong siêu thị nhiều và nhà sách cũng nhiều luôn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên chị Cà Chua được sở hữu món đồ chơi này. Các em biết đây là gì không? Đây là một cô búp bê bánh. Tức là cô búp bê này nó nằm trong cái bánh này. Và lúc mà chúng ta mở ra thì nó sẽ có cái mùi bánh đó em ạ. Wow, thơm quá à. Tiếp theo. Sao chị được tặng nhiều đồ thế nhỉ? Mà đồ nào cũng rất là dễ thương. Cái này lạ quá à. Cái này chị đọc đây là Foodkin. Chị còn 3 món đồ nữa đó. Bây giờ mình sẽ lấy món tiếp theo. Đây giống như là một cây kem ốc quế vậy đó. Nhưng mà cái vỏ ngoài nó bằng nhựa các em nha. Tiếp theo chúng ta có giống là như là một cái bánh donut vậy đó. Có hai màu này các em. Ôi dễ thương quá. Và món cuối cùng tăng tăng tăng. Chị cảm thấy là món đồ nào cũng rất là đáng yêu luôn. Không biết mình sẽ bóc cái gì trước. Tuy nhiên là chị quyết định chị bóc cái này nè. Đẹp quá ghê mà. Nhìn bên ngoài là thấy nó đẹp rồi. Không biết mở ra thì nó còn đẹp cỡ nào ha. Rồi mình sẽ bóc ra. Đây giống như là một cái ly mà có cắm ống hút vậy đó các em. Trên này còn có chữ nung nom nè. Đó. Mình mở cái nắp ra. Chị sờ cái lớp này nè. Ủa nó rất là mịn luôn. Cái này là cái gì đây ta? Chắc là cái này mình dùng để kéo ra. Ra rồi nè em. Trời ơi cưng quá à. Đây là thơm quá vậy ta. Rất thơm luôn. Thơm giống như là mùi kẹo bông gòn vậy đó em ạ. Cái lớp này nó vô cùng mịn màng. Hai con mắt và cái miệng nè. Cưng quá, còn có cái nơ màu xanh. Còn đây giống như là cái sừng vậy đó. Đây là cái tai. Đằng sau này mình còn có cái đuôi nè. Cái đuôi nó nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đây là cái nhãn của nó. Nấm nấm. Quả thực nó vô cùng thơm luôn các em ơi. Nó thơm rất là thanh thanh mà nó còn ngọt ngọt, nó còn chua chua nữa. Làm chị thèm kẹo quá. Chị bóp thử nhá.
Chị sờ cái này á, chị phải cầm thật là nhẹ nhàng, nâng niu, tại vì nó rất là cưng luôn. Chị bóp thử. Nó giống như là squishy vậy đó. Cảm giác bóp nó rất là đã nè. À, giống như là squishy mà không chậm tăng ha. Chị thích nhất là ngửi cái mùi thơm của nó ngay mặt. Ô, bạn này cưng quá. À, theo chị Cà Chua được biết thì đây là một bạn nôm nôm mà có mùi thơm đó các em. Loại này rất là mới trên thị trường hiện nay đó. Cái lông của bạn ấy y như là lông của một chú cừu vậy đó. Cưng quá. Rồi, từ nay là chúng ta đã có thêm một cái bạn thành viên mới. Chị chưa nghĩ ra tên của bạn này. Nếu các em nghĩ ra tên cho bạn này thì các em hãy để lại bình luận gợi ý cho chị nhé. Rồi, mình bỏ qua đây. Bây giờ mình sẽ tiếp theo với cái này. Theo như chị Chua đọc ở trên này thì người ta nói đây là một cái loại smoothie mushy có khả năng đổi màu. Rất là hấp dẫn luôn. Trước đây thì chị đã có video chơi thử cái này rồi. Tuy nhiên là chị đã làm mini game tặng lại rồi. Còn cái này, series này rất là mới. Thì đây là lần đầu tiên chị được có cơ hội chơi thử cái loại mà nó đổi màu á. Đây nè các em, đây là có chữ là có khả năng đổi màu. Đây là những cái em smoothie mushy mà chúng ta có thể tìm được ở trong này. Và những em này sẽ đổi màu. Thì tò mò có các em ạ. Hồi hộp quá à, không biết mình sẽ bút trúng em nào đây. Lúc mà chúng ta bóc ra cái chị thấy rồi, bên trong có màu hồng rất là dễ thương. Có chữ cotton candy có nghĩa là kẹo bông gòn đó các em. Mở ra thôi. Thích quá à. Lúc mà mở ra thì mình có tìm được cái này. Lần trước như chị cũng tìm được một cái hũ tương tự như vậy. Đây giống như là một cái móc để mà mình móc vào những cái con thú mà mình tìm được trong này đó. Đây là một cái ly giống ly sinh tố dễ thương quá. Ở đây là chúng ta có một cái vịt có dấu chấm hỏi, tức là một cái bí mật. Đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay này Kim. Ê, đây là bé kẹo bông gòn, có cái sừng nè. Cưng quá à. Em này khá là chậm tăng. Trên đầu kẹp đủ thứ nào luôn. Sau này nè, có một cái đuôi nữa. Đã quá à. Màu hồng thật là dễ thương. Sao mà chị thích màu hồng thế nhỉ? Rồi, mình sẽ bóc tìm cái bí mật bên trong này. Tăng tăng tăng. Đây là một chiếc kem. Ở chiếc kem này thì cũng rất là chậm tăng, có màu tím này. Phần ốc quế bên dưới thì nó có màu hồng đậm nữa. Ý, đây nè cái em. Đó, chính xác là em này rồi. Lúc mà chị ngửi em này thì chị cảm thấy là nó có một cái thoang thoảng cái mùi mà kẹo bông gòn á. Tuy nhiên là cái squishy chính hãng này thì cái mùi nó rất là khác so với squishy bình thường. Chị cũng không biết diễn tả sao nữa. Thôi bây giờ mình sẽ nhúng em này vào nước đá xem em có đổi màu như thế nào nhé. Tăng tăng tăng. Ý, các em thấy gì không? Trên đầu nha, các em để ý nè. Đó, bây giờ nó nhạt nhạt đi rồi ha. Chị sẽ nhúng xuống. Các em xem nè, nó đã đổi thành một cái màu xanh giống y hệt như màu của cái bình này nè. Đó, lần nữa nhé. 1, 2, 3. Đó, các em thấy không? Lúc mà chị lấy tay lau thì nó đã hết màu. Nhưng mà chị nhúng xuống nước thì lập tức nó lại có màu. Đó, các em thấy không? In. Kỳ diệu quá các em ha. Chị chưa bao giờ chơi một cái squishy đổi màu luôn á. Thật là kỳ diệu. Ôi chị thích quá à. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái gì vậy ta? Đây, em này. Một em rất là thơm. Chị nghĩ là em này chắc hẳn là có rất là nhiều em biết rồi đúng không? Chị thấy rất là nhiều em chơi và chị cũng rất là thích. Đây là series 3 này các em. Đó, mình mở ra xem. Mở giống như là mở một cái hộp quà vậy đó các em. Đầu tiên là chị thấy một cái lược màu cam. Cam rực rỡ luôn. Tiếp theo là chúng ta có một cái hộp. Cái này là hình bánh cupcake đó các em. Phía trên đầu là một cái hoa. Xong bên trong này một cái hoa, bên trong này rất là nhiều hoa. Bên ngoài này cũng rất nhiều hoa luôn các em. Đó, hoa tầng tầng lớp lớp. Đây là lần đầu tiên chị được mở ra và chị rất là bất ngờ. Cái đầm nó đã che hết mặt rồi. Ý đó,
thành một cái tùng xòe. À. Ôi, xinh quá à. Ừ, y như là một nàng công chúa vậy đó các em. Đó. Wow, hai cái tay nè. Cử động được. Xin chào các bạn. Ờ, bạn này thì hả, có đôi mắt thật là to, màu xanh lá cây, cái môi màu hồng. Đây là một em bé. Rồi chị sẽ xõa tóc ra cho bạn ý. Có vẻ như là xinh hơn rồi đấy. Đây là một cái nón. Đội lên đầu rồi nè các em. Cái nón của mình có dễ thương không? Cưng quá à. Chải tóc cho bạn ý. Nãy giờ mở ba món đồ chơi đều có mùi rất là thơm. Vậy là chị cà chua suy ra, chị phát hiện ra là chị Vani rất là thích mùi thơm đó các em ạ. Tặng toàn đồ thơm không à. Chị cà chua vừa mới phát hiện ra cái này nè các em. Hồi nãy chị nói là chị không biết cái này là cái gì đúng không? Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì chị đã biết rằng cái này là một cái dòng đồ chơi nằm trong cái series đồ chơi Shopkin đó các em. Tuy nhiên là cái này nè, nó có kẹo bên dưới nên gọi là Foodkin. Rất là dễ hiểu đúng không các em? Tại vì food là đồ ăn mà. Rồi mình bóc ra xem kẹo có ngon không và đồ chơi có đẹp không. À, được gói rất là cẩn thận, còn có cái bệ đỡ này các em. Đó, bạn này có hai cái đôi chân rất là to. Ừ, rất là màu mè. Cái gì đây ta? Không có cái gì hết. Đây là một cái móc khóa đó các em. Ừ, cái đầu, cái nón xinh quá à. Hai đôi mắt rất là to, bạn ấy đang cười rất là vui nè. Trên chân thì có cái những cái bông hoa và có cả cái chữ nữa. Đó. À, mình sẽ móc thành một cái móc khóa thật là xinh như thế này. Tiếp theo sẽ là kẹo. Mình sẽ bóc ra và ăn thử luôn. Úi. Ồ, có rất là nhiều màu các em thấy không? Đó. Chị cà chua vừa phát hiện ra một cái bí mật ẩn giấu bên trong cái bạn này. Các em xem nè. 1, 2, 3. À, bạn ấy lè lưỡi ra nè. Ồ, không phải lè lưỡi không đâu nha, mà lè ra một viên kẹo. Đó, chị đã lấy được một cái viên kẹo. Và bây giờ chị sẽ ăn thử xem cái vị nó như thế nào. Khá là cứng. Nhưng mà lúc chúng ta nhai ra thì chị có cảm giác rất là thanh và mát. Cái vị này là vị dưa gang. Đúng rồi, đã rất là lâu rồi chị ấy chú không ăn kẹo vị dưa gang. Wow, ngon quá à. Nó tan nhanh trong miệng y như là viên C vậy đó. Cái này không những kẹo ăn ngon mà chơi còn rất là vui nữa đó các em. Rồi, tiếp theo chị sẽ bóc hai cái này cùng một lúc luôn. Cái này là cây cây bắp quế, còn cái này là bánh donut. Thật là khác với sự tưởng tượng của chị. Ở bên trong này có một cục kẹo to nhất và 2, 4, 6 viên kẹo nhỏ hơn. Ý, chị đoán là sô-cô-la. Thường là sô-cô-la người ta sẽ làm giống như vậy cho mình dễ bóc. Trên này có hình ông già Noel. Tiếp theo sẽ là kem ốc quế. Ý, chúng ta rút được cái này ra. Và sau đó sẽ là... Ồ, bên trong này có 3 món đồ các em ạ. Đây là một chiếc xe ô tô. Chị cảm thấy nó rất là nặng. Chị nghĩ nó không bằng sắt đấy chứ không phải bằng nhựa đâu các em ạ. Tiếp theo sẽ là một viên kẹo dẻo. Chị sờ thấy nó dẻo dẻo. Ở trên này có những cái canh thú rất là dễ thương. Đó. Tiếp theo sẽ là một cái kẹo mà kẹo này trên mạng người ta hay gọi là lừa đảo mọi thời đại đó các em. Giờ chúng ta sẽ bóc cái này. Các em cứ tưởng tượng bên ngoài là nó như thế này thôi, nhưng mà thực ra bóc bên trong là nó là một cái... Đây. Đó, nó là một cái viên kẹo trắng, không có một cái hoa văn gì hết đó các em ạ. Cái hoa văn là ở lớp ngoài bịch đấy. Đó. Vậy là hôm nay chị cà chua đã thu hoạch được rất là nhiều đồ chơi đẹp này, thơm nè và kẹo ngon nữa. Chị thích quá à. Cảm ơn chị Vani nha. À, và các em ơi, các em nhớ gửi lời cảm ơn từ chị cà chua đến Vani in Wonderland nha. À, có thể là chị Vani rất là bận, có thể là không xem được video này, thì bây giờ chị cà chua nhờ các em qua bên Vani in Wonderland cảm ơn chị Vani giùm chị. Để cho chị ấy biết, coi như là mình thông báo nhá. À, để như là nếu như mà chúng ta mà thích những cái video thử thách của chị cà chua và chị Vani nữa, thì lần sau thì hai chị sẽ kết hợp làm những cái video thật vui nhộn cho các em xem. Và các em nhớ đăng ký cả hai kênh luôn nha, like và share thật là nhiều nữa nhé. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi, đừng quên bấm like cho chị cà chua. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.